Sáng 23 tháng 2 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2016 và quán triệt triển khai kết luận số 10 của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước. Báo cáo kết quả hoạt động của ngành nội chính Đảng năm 2016, đồng chí Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, hầu hết các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch công tác năm đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Một số kết quả nổi bật là thực hiện tốt việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và cấp ủy địa phương một số chủ trương, giải pháp lớn về nội chính và phòng chống tham nhũng. Ngành cũng đạt nhiều kết quả trong tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý dứt điểm nghiêm minh các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm và xử lý kịp thời một số vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Quán triệt kết luận số 10 ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh quan điểm phòng ngừa tham nhũng lãng phí là nhiệm vụ chính, cơ bản lâu dài. Phát hiện xử lý là việc quan trọng cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng lãng phí, can thiệp cản trở việc chống tham nhũng lãng phí, không có vùng cấm, vùng chống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của ngành nội chính Đảng trong năm 2016. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ngành nội chính Đảng vẫn còn một số hạn chế. Đồng chí đề nghị ngành cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng tình với 9 nhóm nhiệm vụ công tác năm 2017 đã được nêu trong báo cáo, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh thêm một số nội dung. Trong đó, trước hết cần nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy với tư cách là cơ quan tham mưu của Đảng về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng. Về tổ chức quán triệt và triển khai kết luận số 10 của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Thường vụ cấp ủy các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thật tốt, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu đã đề ra.